Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Mekong Today. Hôm nay thì mình sẽ đi đến cửa hàng xe gắn máy Thiên Phát ở đường 3 tháng 2 quận Kiều thành phố Cần Thơ để ghi hình lại chiếc Yamaha R15. Tại đây thì mình thấy có 3 phiên bản màu sắc khác nhau, bao gồm màu đen, màu xanh và màu xám vàng. Thì theo chủ cửa hàng cho biết, chiếc xe này thì hôm nay được bán với giá là 77 triệu, chưa bao gồm chi phí trước bạ và biển số. Yamaha R15 V3 2019 có kích thước chiều dài rộng cao lần lượt là 1990, 725 và 1135mm. Bên cạnh đó, chiều cao của yên xe là 815mm nên thích hợp với những người cao từ 1m65 trở lên. Tuy nhiên, Yamaha R15 2019 có thể hạ phuột được từ 4 đến 5cm nên những ai cao từ 1m58 vẫn có thể điều khiển xe dễ dàng. Với dân chơi xe, nhất là những người bắt đầu tập chơi xe thì mẫu R15 V3 thỏa mãn rất nhiều điều kiện cho các biker. Thứ nhất, đó là vẻ bề ngoài đẹp mắt, kiểu dáng không kém gì một mẫu mô tô phân khối lớn. Thứ hai, tuy không phải là mô tô phân khối lớn nhưng R15 V3 cho người lái tư thế ôm bình xăng rất ngầu, vì vậy đây cũng là lựa chọn của những khách hàng tập chơi xe. Thứ ba, với số tiền dưới 80 triệu là có thể sở hữu mẫu xe này, trong khi đó giá của phân khối lớn khá chát. Thứ tư, nó phù hợp với vóc dáng của người Việt Nam, chiều cao và cân nặng cũng rất hợp lý, vì vậy xe được đánh giá là dễ điều khiển và di chuyển linh hoạt. Tuy có nhiều ưu điểm nhưng người dùng vẫn có sự nuối tiếc nhẹ khi R15 không có hệ thống ABS. Thông số kỹ thuật của R15 V3 2019 dài 1990mm, rộng 725mm, cao 1135mm, chiều dài cơ sở 1325mm, trọng lượng thông tải 137kg, bản sáng gầm xe 160mm, độ cao yên 815mm, dung tích bình xăng 11 lít, phuộc trước upside down, phuộc sau monoshock, phanh trước đĩa đơn 282mm, phanh sau đĩa đơn 240mm, kích thước lớp trước 180-17, kích thước lớp sau 140-70-17, phun xăng điện tử SOHC với VVA, silander 4 thì, hệ thống làm mát bằng chất lỏng, dung tích xi lanh 155,1cc đi kèm với hộp số 6 cấp, công suất tối đa 19,4 mã lực tại 1.000 vòng trên phút và mô men xoắn 14,7 Nm tại 8.500 vòng trên phút. Mức tiêu hao nhiên liệu trong thành phố là 40 km trên lít, cao tốc đường trường thì trên 45 km trên lít, tốc độ tối đa 144 km trên giờ. Chiếc R15 này mình dây được nhiêu em? Dạ, nếu như theo cái dòng xe này á, thì mình trả trước mức thấp nhất là 30% giá trị chiếc xe á anh ha. Là trả khoảng 23 triệu 100 ngàn là mức thấp nhất của dòng xe này.
Rồi cái khoản còn lại thì mình góp từ 12 tháng tới 24 tháng tùy theo mình chọn mức góp nha anh. Với lại cái dòng xe này á, thì em báo giá là 77 triệu là chưa bao gồm giấy tờ. Chứ bạ biển số của mình là tính sau, chỉ báo giá xe với mình thôi. Khi nào anh mua thì em sẽ tính tiền giấy tờ và số cho anh sau. Dòng này không có được ưu đãi lãi suất nè? Dạ không, tại vì cái dòng này là mô tô nhập khẩu nên cái áp dụng cái mức lãi suất thông thường của mình cho dòng xe này thôi anh. Là 1 chấm mấy em? Dạ nếu như mà mình trả trước khoảng 30% giá trị chiếc xe thì là 2.17 một tháng. Còn từ 50% giá trị chiếc xe trở lên thì là 1.66 một tháng. À, mình tính cái này là 2.17 đó em? Dạ đúng rồi anh. Nếu mà 50% mình có được giữ cho bạn không? Dạ không, hiện tại thì cái dòng tùy theo dòng xe mà mình mới áp dụng cái đó ha anh ha. Tại vì cái dòng xe này là mô tô nhập khẩu nên không có áp dụng trả cho về gốc cho khách hàng. Khi nào khách góp xong thì bên em mới trả cho về gốc cho khách hàng. Rồi thủ tục thì cũng đơn giản vậy thôi ha. Đúng rồi anh. Thủ tục của mình gồm là chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái, một trong hai cái đó cái nào cũng được ha anh. Rồi bên mình là bên FE đó em? Dạ đúng rồi, bên em là bên FE Grip nha. Số điện thoại của em đó ha? Dạ, cái này là số điện thoại của em luôn. Tư vấn luôn rồi đó ha? Dạ đúng rồi, số điện thoại của em tư vấn em tin Dung ha. Số điện thoại của em là 0829 234 567. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ, dạ.